Mình xin chào các bạn nhé. Thì qua mưa cũng có nước này. Thì mình tranh thủ mình đánh hôm qua đánh có 9 cái thôi. Đấy thì hôm qua đây mình đánh ở đây là 4 cái này. Đấy ở chỗ khác là 5 cái nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi vớt nhé. Mình tranh thủ mình đánh được còn nào ăn thì mang về để ăn. Rồi, có nước này các bạn. Ống này, ống. Và mình sợ mưa ngập cao lắm, mình đánh hơi cao. Đấy, lươn này các bạn. Đấy, lươn đấy. Đây các em nhé. Đấy. Đấy, lên đấy các bạn. Ôi, hơi cả ống này. Quá mình đánh cào quá. Rồi, các bạn. Đó, có lườn này. Lên này các bạn. Đây có một cái ở đây các bạn nhé. Đó, mình sợ mưa to này, đấy, rất chi là cao. Ống lại không có được các bạn. Bây giờ mình sẽ đi nhắc cho ở chỗ khác nhé. Thì các bạn nhé, đấy mình đánh làm móng trong này. Đấy, con lươn này các bạn. Đuôi đây các bạn. Rồi, lươn này. Đó, mình nhắc 6 cái. 6 cái một cái là không có các bạn. Không biết con bài cái là thì có lượn nữa. Rất nặng. Đấy, quả là mình chỉ đánh được 9 cái thôi các bạn. Đây các bạn. Đuôi các bạn. Nên này. Đây
con cái trong đây này. Còn cái này là hết rồi các bạn. Úi giời. Rồi. Vặn cái lông. Rất chỉ lặng. Rồi bây giờ mình sẽ đi về các bạn nhé. Để các bạn nhé. Chỉ nóng mình đánh nhà. Cho mình chế đổi ra nhé. Mất một ống là không được các bạn. Ống nó không có này. Các bạn nhé, thì đây nhà mình vẫn làm hàng này, chè này. Đấy thì hôm nay mình đàn sắp đủ một đơn 48 rồi các bạn. Để vào lốt đường 60 để gửi cho một bạn bà một cái số 10 này. Đấy, 48 nhà mình làm này nhé. Rất chắc, thon và đẹp. Đấy, bạn nào đặt hàng thì để lại số điện thoại để mình sẽ gọi nhé. Bây giờ mưa có nước rồi. Đấy, bây giờ mình bận là mình cũng không có đi kiếm được nhiều để lên video. Mình chào các bạn nhé.